Bà xã Mỹ Anh ở ấp Kim Liên 2 này, tôi đổi 12 tuổi mà cây cầu rồi á. Là nó hư, nó bể, nó sập hết rồi. Dạ. Đi qua đi lại thì nó bị văng xe rồi hoài hà. Rồi thành ra mới xin là ở trên rồi cho ở trên, cấp trên cho được. Đây dân đây quá mừng. Thì các nhà từ thiện họ xuống họ giúp mình xây cầu. Đúng rồi. Để cho dân đi, tại bữa khảo sát là thấy cũng tan nát hết trơn. Nó vậy hư hết trơn rồi. Dạ. Thôi là bắt đầu khởi công xây dựng công trình cầu Bình Minh 81 tại nối liền hết Trung An và Tân Thành. Vĩnh Liêm, Vĩnh Long.